Thưa quý vị, đội sách lấy mầm xanh là một trong những chương trình nằm trong dự án mầm xanh do câu lạc bộ cộng đồng tiếp bước tương lai, câu lạc bộ thiện nguyện cỏ bốn lá và câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Ánh Dương phối hợp cùng đoàn thanh niên các cấp trong địa bàn tỉnh thực hiện. Bằng những hành động nhỏ, mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần mang tri thức đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như chung tay bảo vệ màu xanh của môi trường. Sau gần 2 năm triển khai, chương trình đổi sách lấy mầm xanh lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng với thông điệp góp sách cũ trao niềm vui mới. Những quyển sách, đồ dùng học tập cũ hay những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng đều trở nên thật giá trị khi được mọi người và các bạn học sinh mang đến để đổi lấy cây xanh, hạt giống hoặc những món quà tặng thân thiện với môi trường. Với những quyển sách được trao tặng sẽ trở thành một món quà nhỏ đầy ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực và hành trang tiếp bước đến trường. Dự án nâng cao nhận thức và gieo hạt mầm xanh, gọi tắt là dự án mầm xanh, nhằm để nâng cao những cái nhận thức của mọi người nói về bảo vệ môi trường. Ngoài ra thì nói về văn hóa đọc và gieo hạt đối với những trẻ em nhỏ để mà mình có những cái mầm xanh mới sau này ạ. Bên cạnh đó, chương trình đổi sách lấy mầm xanh còn có nhiều hoạt động sôi nổi khác thu hút đông đảo học sinh thanh thiếu nhi tham gia như vẽ chậu cây, tái chế chai nhựa vân vân, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh. Hiện chương trình được diễn ra định kỳ vào mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại các huyện Đức Hòa, Châu Thành, Thủ Thừa, Bến Lức và Cần Giuộc đến hết ngày 14 tháng 7.